hãy cùng khám phá nào. Đội cứu hộ gấu trúc nhỏ hãy khởi hành ngay. Xin chào, chúng mình là đội cứu hộ gấu trúc nhỏ. Bạn cần giúp đỡ gì không? Ôi trời ơi, sợ quá, tôi lên không nổi, giúp tôi với. Đừng sợ, chúng mình có thể sử dụng xe túc túc để kéo bạn lên. Trước tiên, hãy thắt dây an toàn cho thằng lằn lưới hái. Kiểm tra cơ thể của bạn xem bạn có bị thương hay không nhé. Đồng hồ phép thuật kích hoạt thiết bị khám. Kết quả kiểm tra cho thấy thằn lằn lưỡi hái rất yếu ớt và thiếu dinh dưỡng. Khi chụp móng vuốt, chúng tôi thấy những vết thương nghiêm trọng. Chúng ta cần tìm các mảnh móng vuốt trước khi sửa chúng. Những mảnh vỡ móng vuốt của bạn ở đâu? Những mảnh móng vuốt của tôi chắc bị rơi trong bụi rậm rồi. Ôi không, trong bụi rậm nhiều cỏ quá, khiến việc tìm những mảnh vỡ trở nên rất khó khăn. Đừng lo lắng, tôi có thể biến thành thằn lằn lưới hái máy để tìm kiếm các mảnh vỡ bằng những móng vuốt sắc nhọn. Đồng hồ phép thuật kích hoạt thiết bị biến hình. Đội trưởng Kiki siêu biến hình. Vuốt sắc nhọn để cắt qua cỏ và tìm các mảnh vỡ. À, ôi không, con nhện to quá. Hãy dẹp bỏ mạng nhện. Ôi không, con nhện to quá. Hãy dẹp bỏ mạng nhện. Tuyệt quá, móng vuốt của tôi đã trở lại bình thường. Chúng mình đã xây dựng một thiên đường khủng long. Khi nào rảnh thì bạn đến chơi cùng chúng mình nhé. Vâng, chúng ta hãy đi thôi. Chúng ta có khủng long mới, hãy đi tìm một số loài khác. Đây là một cuốn sổ tay minh họa vừa được quét. Có một cuộc gọi đến. Ôi không, đã xảy ra lỗi trong cơ sở dữ liệu khủng long. Chúng mình đã mất một số dữ liệu. Ôi không, dữ liệu khủng long quý giá. Bạn có thể giúp mình khôi phục cơ sở dữ liệu khủng long được không? Không vấn đề gì, bạn có thể tin tưởng chúng mình. Đuôi của thằn lằn mái nhà trông như thế nào? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Loài nào sau đây là thằn lằn bay không rằng?
Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Hãy khôi phục lại hình dạng của thằn lằn bay không gian. Đầu, cánh, cánh, thân. Khủng long bạo chúa ăn gì? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Thằn lằn mái nhà có gì đặc biệt? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Bạn đúng là một chuyên gia khủng long, cảm ơn bạn nhé. Có đủ đá quý để làm sạch khu vực. Năng lượng của đá quý được thu thập, robot xây dựng. Chúng mình hãy bắt đầu làm việc thôi. Việc mở rộng thiên đường khủng long đã hoàn thành. Những chú khủng long này chỉ có thể trở thành bạn bè trên hành tinh khủng long. Chúng sẽ không bao giờ gặp nhau trên trái đất bởi vì chúng tồn tại trong các thời kỳ khác nhau.